Khoảng 3 năm trở lại đây, rất nhiều những tiểu thuyết tình cảm của Trung Quốc đã xuất hiện tại thị trường sách của Việt Nam. Những tác phẩm này được gọi chung là sách ngôn tình, cũng như tiểu thuyết diễm tình của nữ văn sĩ Quỳnh Dao từng chiếm lĩnh tình cảm của nhiều độc giả bình dân những năm khoảng 1980-1990. Trào lưu đọc sách, loại sách ngôn tình của độc giả trẻ đang là một biểu hiện rất đáng lưu tâm của văn hóa đọc cũng như thị trường xuất bản hiện nay. Đừng buông tay em, anh Trăng nói đã lãng quên, hồn nhân giấy. Chào em như hoa. Đó là tiêu đề của những cuốn tiểu thuyết Trung Quốc đang được rất nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu thích hiện nay. Chủ yếu bây giờ là chúng em thường đọc truyện tiểu thuyết của Trung Quốc ạ. Đa phần là để giải trí, đọc thì nó cũng khá hay, với cả em là con gái mà thì năm nay ấy hướng thích đọc về những cái chuyện tình cảm như thế. Đặc điểm của loại sách này là hình thức hấp dẫn, tên gọi được rút ra từ lời thoại hoặc có chủ ý gây sốc. Ở Việt Nam thì những cái sách ngôn tình nó thường dùng chung cho tất cả những tiểu thuyết tình cảm Trung Quốc. Tên sách thì dài dòng và hoa mỹ, và những câu chuyện bên trong nội dung sách thì thứ nhất là hư cấu, thứ hai là nó không mang thông điệp gì ngoài những hoàn cảnh éo le hoặc là phi thực tế của tình yêu. Những ấn phẩm ngôn tình có số lượng khổng lồ nếu được tìm kiếm trên mạng. Không chỉ nói về tình yêu thơ mộng, viển vông, mà còn có cả những sách gợi dục. Cư dân mạng gọi đó là hát văn. Hiện có cả những trang web chuyên về hát văn như thế này. Dù chủ nhân có đưa ra lời cảnh báo cần cân nhắc trước khi xem, nhưng cũng vẫn không quên thêm câu: nhiều chuyện có hát nhưng nội dung hay. Dễ dàng nhận ra những đầu sách đen với tiêu đề không mấy lành mạnh. Dịch giả Trần Đình Hiến đã có hàng chục năm nghiên cứu về văn học Trung Quốc cho biết, tại Trung Quốc những ấn phẩm như vậy khá phổ biến nhưng lại không được cơ quan văn hóa kiểm soát. Là họ không quan tâm tới chuyện này, không phải xét nét, không phải yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc những chuyện về tình duyên, tình ái, rồi thì thậm chí sống thử, sống gấp, họ không còn đặt thành vấn đề lớn ấy. Là dịch giả của nhiều ấn phẩm ngôn tình được giới trẻ yêu thích, nhà văn Trang Hạ cho rằng đọc quá nhiều chuyện Trung Quốc với những giá trị khá hời hợt, những chi tiết xa vời thực tế sẽ khiến các bạn trẻ vốn đã ít kinh nghiệm sống lại càng suy nghĩ viển vông, mộng tưởng. Có những bạn trẻ nói với Trang Hạ là năm vừa rồi, năm 2011, họ đọc gần 100 cuốn sách ngôn tình. Tất cả những cái cuốn của các công ty sách như là Quảng Văn, Bách Việt, Văn Việt ra là họ đều đọc hết cả. Thì Trang Hạ thì rất là đáng sợ, bởi vì trong 100 cuốn đó thì có lẽ là kiến thức cho họ không nhiều bằng những cái cảm xúc. Mà cảm xúc thì nó hoàn toàn là một cái thứ chất liệu hữu hạn. Những cái giá trị nó sẽ tan biến khi mà họ trưởng thành thêm 1 hoặc 2 tuổi nữa. Giữa lúc thị trường sách Việt Nam vẫn chưa còn được kiểm soát tốt như hiện nay, thì mỗi bạn đọc nên tự điều chỉnh cách nhìn nhận và cách đọc sách ngôn tình của mình. Chỉ nên coi đó là một phương tiện thuần để giải trí. Nhiều ý kiến cũng cho rằng việc định hướng thị hiếu cho thanh thiếu niên không chỉ phụ thuộc vào những nhà văn, nhà nghiên cứu phê bình, mà còn ở những chính sách vĩ mô hơn từ phía những cơ quan quản lý nhà nước.